Công ty nội thất Kim Thành Phát đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong nhiều năm qua. Có được điều đó là nhờ từ ban lãnh đạo cho tới từng nhân viên luôn lắng nghe, thấu suốt nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng khi nhận một công trình, nhận một căn nhà là nhận cả niềm tin mà khách hàng gửi gắm. Vì vậy, chúng tôi luôn đặt chất lượng thiết kế, sản xuất, thi công và bảo hành công trình lên tiêu chí hàng đầu. Trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của Kim Thành Phát, nếu có bất cứ vấn đề gì cần tư vấn hỗ trợ, mong quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 500 888 để được tư vấn hỗ trợ kịp thời và hiệu quả nhất.